tuần qua, chủ đầu tư của dự án căn hộ Estella Heights đã tổ chức chương trình bốc thăm may mắn chuyến du lịch châu Âu trị giá 100 triệu đồng một chuyến. Đã có 3 vị khách mua căn hộ Estella Heights phiên bản đặc biệt may mắn giành được giải thưởng giá trị này. Chương trình bốc thăm chuyến du lịch châu Âu trị giá 100 triệu đồng một chuyến dành riêng cho những khách hàng mua căn hộ Estella Heights phiên bản đặc biệt trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 29 tháng 10 năm 2017. Anh Nguyễn Terin là một trong 3 vị khách may mắn trúng giải thưởng du lịch châu Âu trị giá 100 triệu đồng. Anh Rin chia sẻ niềm vui khi vừa nhận được nhà mới, vừa nhận được phần quà có giá trị. Hôm nay đi tới bốc thăm thì đi cho vui luôn. Thật chắc là đi cho vui thôi, không nghĩ là mình được trúng như này. Nói chung là rất là khá là vui khi mà được một phần quà lớn trước khi nhận căn hộ của mình. Thì cũng khá là nhiều ý nghĩa. Nếu mà nhận căn hộ với một chuyến đi kèm theo một chuyến đi du lịch thì nó thật sự là một ý nghĩa lớn khi mà mình nhận căn hộ của mình. Cùng với giải thưởng du lịch châu Âu trị giá 100 triệu đồng một chuyến, khách hàng mua căn hộ Estella Heights phiên bản đặc biệt trong thời gian trên còn được hưởng nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khác như thanh toán linh hoạt chỉ 2% một tháng đến khi nhận nhà vào năm 2019, nhận ngay phiếu mua hàng điện tử trị giá 50 triệu, quà tặng 10 lượng vàng. Estella Heights là dự án phức hợp cao cấp rộng hơn 2,5 hectare, nằm dọc theo xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm 4 tòa tháp cao 33 tầng và một khối đế trung tâm thương mại. Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm 2 tòa tháp với 496 căn hộ loại từ 1 đến 4 phòng ngủ. Hiện giai đoạn 1 đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng vào giữa tháng 10 năm 2017. Giai đoạn 2 gồm 2 tòa tháp còn lại với 376 căn hộ phiên bản đặc biệt, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2019. Bên cạnh chất lượng xây dựng và nội thất cao cấp, Estella Heights còn nổi bật nhờ thiết kế xanh mát theo phong cách khu nghỉ dưỡng hiện đại. Là người bạn của tôi đã có một cái căn hộ ở đây. Khi mà tôi vào thăm mấy căn hộ á, thì tôi thấy căn hộ được trang trí rất là tốt. Về nội thất thì nó rất là cao cấp. Và cái khu tiện ích của cái khu căn hộ của bạn tôi ở á, thì nó rất là hoàn chỉnh, rất là đầy đủ và theo cái phong cách của nước ngoài. Rồi tôi thấy ở nơi này nó cũng có những cái thuận tiện cho bản thân tôi. Chẳng hạn như là bây giờ nếu mà đi từ trung tâm quận 2 qua quận 1 hay là những cái quận nội đô thì đều thuận tiện. Và đặc biệt hơn nữa là nó có một ấn tượng đối với tôi là tại vì khu này rất là gần với cái khu mà bà xã tôi làm việc ở quận 2. Thành ra tôi quyết định chọn cái căn hộ ở Estella Heights. Điểm nhấn khác của dự án Estella Heights là trung tâm thương mại Estella Place nằm tại khối đế của giai đoạn 2. Estella Place cung cấp đến 37.000 m² bán lẻ trải dài trên 5 tầng lầu, nổi bật với kiến trúc xanh năng động, hài hòa với không gian đô thị hiện đại.